Thưa quý vị và các bạn, vận hành an toàn hồ đập đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không những trong cung cấp nước sản xuất, sinh hoạt của người dân, mà còn góp phần điều tiết lũ cho vùng hạ du. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, mùa mưa bão đang đến gần, công tác bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ trọng điểm quốc gia, đang được quan tâm hàng đầu. Hồ thủy lợi Tả Trạch có dung tích 646 triệu mét khối, nằm trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2020, hồ đã đóng góp quan trọng trong việc cắt lũ, giảm ngập sâu cho thành phố Huế và các địa phương ở vùng hạ du. Năm nay, công tác bảo đảm an toàn hồ đã và đang được đơn vị quản lý khai thác hồ quan tâm đặc biệt. Đảm bảo đủ 16 mục trong nghị định 114 của Chính phủ, đơn vị đã chuẩn bị toàn bộ vật tư trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai của năm 2024. Mục tiêu của hồ này giảm thiểu nhiều nhất cho vùng hạ du đỡ ngập lụt được. Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên thì quan tâm hơn nữa về cái công tác là nâng cấp sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng của hồ. Mùa mưa bão đang đến gần, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác thủy lợi cần tính toán các kịch bản vận hành công trình, phòng trừ trường hợp có thể lũ chồng lũ. Mùa mưa năm nay, chúng tôi cũng đang dự báo là mưa sẽ lớn hơn, cường độ lớn hơn, rồi lượng mưa cũng có thể sẽ lớn hơn và mưa tập trung. Cũng không xét đến tình huống sâu nhất, tức là lũ chồng lũ, với cái mưa thay đổi, mưa cực đoan như thế này. Mưa cả cường suất cũng tăng mà mưa cả lượng mưa cũng tăng. Thì đấy là cái mà chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác đối với cái tình huống mà có thể xấu nhất có thể xảy ra. Thì chúng ta phải hết sức lưu ý và tăng cường năng lực dự báo cảnh báo hiện nay trong khu vực. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn các công trình đập hồ thủy lợi, các địa phương cần thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về an toàn hồ đập, quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa, tính toán đưa nước về mực an toàn đón lũ. Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 232, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng ban hành nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn, cơ chế DPPA. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để xây dựng cơ chế chính sách về DPPA, cơ chế bán điện trực tiếp từ nhà sản xuất điện đến trực tiếp người tiêu dùng thông qua hệ thống truyền tải quốc gia, theo đúng quy định của luật ban hành, văn bản quy phạm pháp luật và các chủ trương của Đảng, luật điện lực, luật giá, các nghị quyết của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định của pháp luật có liên quan, hoàn thiện dự thảo nghị định trình Chính phủ trong tháng 5 năm 2024. Tiếp tục mở rộng việc sử dụng điện năng thân thiện với môi trường, hơn 400 công sở tại thành phố Hồ Chí Minh tới đây sẽ được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái. Theo dự thảo đề án giai đoạn 1 về lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái đối với các trụ sở công tại thành phố Hồ Chí Minh, tới đây có khoảng 440 trụ sở công được lắp điện mặt trời áp mái với mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng, tổng công suất hơn 43 MW, trong đó có 65 trụ sở quân đội, 72 trụ sở công an, 57 trụ sở bệnh viện và 246 trụ sở các sở ban ngành, quận huyện và các đơn vị khác. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức thí điểm lắp điện mặt trời áp mái tại một số công sở và đã mang lại hiệu quả tiết kiệm chi phí tiền điện mỗi năm hàng trăm triệu đồng như trụ sở Sở Công Thương hay Ủy ban Nhân dân quận 3.